Thưa quý vị, sau khi trộm ô tô ở Quảng Ngãi, Phạm Hoàng Hữu, 37 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, điều khiển xe chạy về phía nam theo quốc lộ 1, thì bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Định bắt giữ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định sau đó đã bàn giao Phạm Hoàng Hữu cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng qua, người dân đầu ô tô con biển kiểm soát 50E 11239 ở lề đường trước số nhà 96 đường Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi, Đến khoảng 10 giờ 25 phút, một người đàn ông mặc áo khoác trùm kín mũ tiến đến, mở cửa xe, rồi điều khiển xe rời đi. Vào cuộc điều tra truy dấu phương tiện, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo ô tô này đang chạy theo hướng Bắc Nam, đề nghị lực lượng công an các tỉnh phối hợp bắt giữ đến 14 giờ cùng ngày tại trạm thu phí BOT Bắc Bình Định thuộc phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn. Tổ tuần tra kiểm soát số 2 của trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định đã dừng ô tô này để kiểm tra, xác định người điều khiển xe là Phạm Hoàng Hữu